món gà né phô mai. Sau công đoạn bỏ trứng, bỏ lên bếp thì sẽ thêm phô mai tươi lên. Chị sẽ thêm phô mai và thêm hành vô. Rất là đẹp mắt các bạn. Món này đã bỏ sẵn rồi nè. Bây giờ các bạn. Đây là đường Cửu Long ở bên khu cư xá Bắc Hải, quận 10 các bạn. Đây nổi tiếng về cà phê, ẩm thực. Đây được gọi là khu ăn chơi của quận 10. Đây có quán số 95 Cửu Long là quán nổi tiếng về gà né phô mai, dành cho những người yêu thích món gà né phô mai rất là lạ. Đây anh đang dùng bữa tại quán pate gan gà, nhìn rất là ngon, rất là đã mắt. Bên trên có một tí sốt mai đen, đây là sốt và nguyên liệu của những cái món chị bán ở đây. Món gì chị ha? Gà nếp phô mai à? Đây, gà sắc lát, cắt cục cũng làm tương tự. Món gà thì có thêm trứng gà nữa phải không chị ha? Dạ, cái này khách yêu cầu có thêm trứng gà. Tức là gia vị thằng khách có thể là yêu cầu thêm. Dạ. Cái này mình chưa bỏ tri không chị? À, cái này mình lấy phô mai nó bỏ cho trứng nó tái một tí xíu. Rồi, cho trứng nó chín sơ là mới bỏ phô mai. Công đoạn bỏ tỏi cho thơm. Chúng mình nấu ăn mình hay phi hành tỏi vô trước khi mà nấu thức ăn gì đó bạn. Gà được thái mỏng và ướp gia vị sẵn. Sẽ cho những cái gia vị trong cái món gà né phô mai, rau bê và xúc xích được cho vô trong chảo. Chị đưa lên bếp xào tiếp cho chín những cái gia vị rồi gà. Chị sẽ bỏ ra một cái chảo dành cho món né. Để cho sốt phô mai lên trên, cho phô mai tươi. Đặt trên cái vỉ mình vô cho vào trong lò. Đây là pate làm từ gan gà, hầu, sò điệp, bạch tuộc, bắp, ớt, sừng và các gia vị cần thiết dành cho món gà né phô mai. Đầu bếp đang lấy cái gà nướng, gà né phô mai ra khỏi cái lò vi sóng và tắt bếp. Các bạn có thể thấy đó, rất là thơm. Phô mai nhìn rất là ngon mắt. Hành tây đúng không? Hành tây. Đây rất là nhiều món xúc xích nè, nén nè, bịch bịch nè, hầu nè. Đây là gia vị của chị. Chị đang cho thêm gia vị do. Đây là thập cẩm né phô mai thì có sò điệp, bạch tuộc, gà, đủ thứ các bạn. Nguyên liệu dành cho muỗng gà né phô mai đây các bạn, được ướp gia vị sẵn. Chị đang đảo đều gia vị và những cái nguyên liệu dành cho hai món hành tây. Những cái món mà gà né, phô mai và bạch tuộc hoặc là hàu, xúc xích né, phô mai thì đang là rất là hot trong cái giới ăn vặt Sài Gòn. Chị đang thêm pate đúng không chị ha? Pate đem ra cho vô chảo. Một mình chỉ làm hai món vịt quất. Đây là phần cho khách mang về. Đây cách đã chín rồi các bạn. Đây là món bạch tuộc né phô mai đúng không chị ha? Còn bên này sẽ là món hàu né phô mai. Chị đang lấy hàu tủ nhỏ, rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ. Là hàu được bỏ vô trong chảo hàu né phô mai, nhìn rất là thơm, nghe mùi nó sọc lên mũi, khó mà tưởng lại được các bạn ơi. Khi mà chín rồi thì chị đổ ra một cái chảo dành cho mấy món bò nén. Món này cũng sắp chín rồi các bạn, hàu né sắp chín rồi. Đây là sốt gì chị ha? Sốt phô mai. Đây là sốt phô mai được chị làm sẵn. Rồi, cái này là phô mai được bào sợi, bào nhỏ, phô mai tươi. Hành chị bỏ lên trên. Một phần này được bao nhiêu, là bao nhiêu tiền ạ? Một phần này tầm khoảng 35.000 một phần như thế này nha các bạn. Đó. Sau đó thì sẽ bỏ vô lò vi sóng và nướng. Chị ơi cho em phỏng vấn tí, chị bán ở đây bao nhiêu năm rồi ạ? Em mới bán ở đây. Món mình là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị mở cửa? Chị bán từ 2 giờ trưa đến 10 giờ tối. Rồi em cảm ơn chị. Đây các bạn, quán gà né phô mai, mực né phô mai, xúc xích né phô mai, hàu né phô mai, rất là hot. Khách đang mới vô, đây hai cha con khách đang ăn gần xong rồi. Khách đang ăn, khách đang chờ, nhân viên đang order, khách mới vô. Đó. Rau bắp và ớt sừng, hành tây, rất là màu mè, rất là nhỏ gọn. Nhìn mẹ phụ nữ thì khỏi phải chê, rất là thích những món này các bạn. Đây, anh chủ đem bỏ những cái món đặc trưng của quán làm vô trong tủ, trong lò nướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chưa bao giờ, chưa bao giờ gặp tới luôn. Thì đó thì coi là lạ mà. Đây, những cái món đặc trưng của quán này được nướng trong lò. Thường thường nướng như vậy là bao nhiêu phút anh ha? Khoảng 3 phút. 3 phút là sẽ chín. Tại nó chín sẵn rồi. Các bạn cách đây phải ăn thử. Rồi. Muốn tao quay. Rồi. Đây là chị chủ với lại nhân viên đang bỏ hộp để cho khách mang về. Người ta bảy người ta là đủ người ta